Panda. I got broads in the land. Just to go be in the fan. Credit cards in the scams. Hitting the leaks in the band. Legacy. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Vũ Đài Gaming của mình nha. Mình chơi xăm xăm nên có gì sai sót anh em bỏ qua nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm thế nào để ép được con rùng lửa này hay là con băng. Như hôm qua mình đã cười thì con này có tên trong bản update mới này là iDragon Razor nha các bạn. Con này sẽ tăng rất là mạnh, tăng đến 6.8 đam đẹp mỗi level với 5.7 đam cho mỗi level 20 nha. Và nó sẽ có thêm dòng tím, các bạn đã thấy không, defense sẽ được giảm được 1.200. Còn ở đó reduction reset. Thì đây là ngoài hình của con rồng lửa nha các bạn. Còn đây là con rồng băng này, cho các bạn xem con rồng băng hôm qua mình cười. Đây là con rồng băng hôm qua mình cười. Thì thực chất hai con nó sẽ không khác gì nhau hết, nhưng mà con rồng lửa nhìn đẹp hơn, nhìn thích rồng lửa hơn. Thì để tạo con rồng lửa này thì chúng ta cần cái gì thì các bạn có thể, đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị ngựa nha các bạn, phải có con ngựa ma hay còn gọi là God Hound ấy. Đây là bản server test của MU Legend, link của MU thì mình sẽ để ở dưới mô tả của video nhé các bạn có thể vào đây xem. Đây là MU phiên bản season 15.2 sắp được update nha các bạn. Đây các bạn có đến trial, sau đó các bạn vào mục chế tạo ngựa. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn nhau. Đây. Ủa? Mình làm refraction reduction đấy nha các bạn. Ở ô thứ hai thì để chạy ra được ngựa ma thì các bạn cần một mảnh God Hound of Shell này các bạn, và 10 mảnh reduction pier này cộng với 5B. Tỷ lệ tạo là 100% nha các bạn. Đây. Dot cell với 10 mảnh Decision B. Nhưng ngựa mình vừa mới tạo được. Đây nha các bạn, con ngựa mình mới tạo được sẽ có 3 ụp. Ụp này là gần như là mắc đấy nha các bạn. Mình sẽ tạo thêm một con để cho các bạn thấy nha. Tỷ lệ là 100% này. Đây con thứ hai, ui vẫn là hai ốp, vẫn ngon các bạn ạ. Ba con đi các bạn, mình sẽ tạo ba con cho các bạn xem. Đây con thứ ba, ui rồi một ốp. Sau đó các bạn cần nâng cấp ngựa này lên để cộng 12 đến 15 các bạn. Và các bạn ra đi vào khung này, Warren update này, nâng cấp ngựa này. Bây giờ mình lại cộng một người này lên để level là 12 đến 15 nha các bạn. Đây vì đây là sẽ là test tỷ lệ auto 100% kích đại thôi. Cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6, cộng 7, cộng 8, cộng 9. Để nâng cấp người thì dùng Warden Fossil nha các bạn. Warden Fossil có thể là mở ra bằng cái đuổi để bê hoặc là đi farm nha các bạn. Cộng 10. Từ bắt đầu cộng 10 trở đi là các bạn phải dùng cái Elite Fossil nha các bạn, chứ không thể dùng được cái Fossil xanh kia nữa, màu đỏ á, có chiều ấy vậy. 12, 13, 14, 15, ok. Và cuối cùng là tiếp tục nâng cấp linh rông nha các bạn. Đây, giờ 15,
để nâng cấp được rồng. Đây, đây là con rồng Iragon. Để nâng cấp được rồng á thì các bạn cần phải có là 20 bê, 20 sụp, một viên trao, and một cái rẹt nhé các bạn, cộng với một mảnh Iragon Shell. Mảnh này thì các bạn mua bằng rút ở NPC được đó, nó sẽ bán với giá là 500 rút là của server Dragon của mình. Thì là mình sẽ chỉ cho các bạn mua con này như nào luôn. Bây giờ mình tạo cho các bạn xem nha. Đây, ui, từ một ốp ra ba ốp, kinh chưa, ra đúng không phải. Và để nâng cấp con rồng này lên thì giống như nâng cấp con người nhé các bạn. Đây, vào một số 2, nâng cấp rồng y chang nâng cấp người đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây nha các bạn. À, mình lại quên nói một điều là trong khi các bạn mang rồng lên thì các bạn vẫn được những người các bạn vẫn có thể mang thêm Dino đấy, tăng đam lên nha các bạn. Đây là con rồng vừa nhảy từ lên 15. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn cách mua cái shell nhé, cái mảnh để ép lên con rồng nhé. Các bạn phải đến map Airblend, sau đó đến con NPC Root. NPC Root đây, file game này, nó sẽ nằm ở mục cuối nha các bạn. Đây, bạn sẽ mua nha. Một lần mua sẽ tốn 500 rút nha các bạn, được một mảnh. Mình còn hai con ngựa, vậy mình sẽ mua hai mảnh. Ok, hai mảnh. Để xem hai mảnh này có ra rồng đỏ không nha các bạn. Hy vọng là nó ra rồng đỏ. Mình DK mà, mình win bộ màu đỏ thì mình phải mang rồng đỏ mới hợp. Đây, mình đầu tiên mình cũng phải nâng cấp con ngựa lên ngựa của mình đây. Rồi hai ô. Nâng cấp con ngựa lên level 15 này các bạn. 1. Ai yêu DK thì nó mình nhau rồi. Mình mua thêm Oxy này. Oxy này cũng có. Đây là server test nha các bạn. Test thử bản season 15.2 update. Mình cứ vào test mua thoải mái, trải nghiệm xem. Đây, số 3. Đây, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, sau đó vòng cuối nha các bạn. Horizon Ups. Vừa quá mình xem. Bị lát à. Đến thì các bạn nó bị lát rồi. Đổi là nhân vật à. Biết đâu đổi được nhân vật thì nó là hến. Các bạn người gì đấy, ui trời ơi, vẫn bao người sẽ có rất là nhiều người, là có sẽ rất có là nhiều rồng đỏ, sẽ rồng hay rồng rồng đỏ này đẹp rất là hên xui nha các bạn, hên nó mới ra đấy. Và rồng này là có rất nhiều ốp, mình sẽ cho các bạn khá là nhiều
cho các bạn thấy một số của em nó nhé. Tăng đẹp này, tăng đam này, phục hồi cúm này, gọi là phục hồi lên, là phục hồi tất cả máu 3% khi mà tấn công đẹp. Cái này thì một đẹp theo level tăng đam, các bạn có thể thấy nó khá là nhiều, khá là đa dạng. Kiểu như này cũng có thời gian là mắc ốp với các bạn này, level này nó cực kỳ mạnh, level hoặc là 3%. Đấy, quá nhiều lựa chọn cho anh em luôn, nhưng mà nó đẹp, anh em thấy nó đẹp không? Lên một mặt rồi Atlan, anh em Atlan mình Atlan mình mang được không sử dụng luôn. À, người ta fit rồi nha các bạn, Atlan giờ vẫn mang được số lượng đấy mà. Đẹp không các bạn? Đẹp tuyệt vời. Đây cũng là skill mới cho các bạn, nhau bao lâu mới cho các bạn. Đây, đứng cỡ xa luôn các bạn. Tuyệt chiêu Vạn Kiếm Quy Tông, quá đẹp. Và bây giờ mình dừng video ở đây nha các bạn. Tạm biệt mọi người nhá. Mọi người có ý kiến gì hoặc là muốn mình chat những con nào, yêu cách con nào để sâu được các bạn test này, các bạn hoàn toàn có thể vào test và để lại comment để mình biết. Mình sẽ tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người nhá. Chào tạm biệt.